Ngay xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Hơn 2 tỷ thì có thể sở hữu ngôi nhà mà sổ đỏ quận Hà Đông thì ở đâu? Thưa quý vị, với căn nhà diện tích 35 m² xây dựng 4 tầng, ô tô đi qua cửa, thiết kế của ngôi nhà rất là hợp lý, hướng nhà là hướng Đông Nam. Căn nhà này quý vị có thể dọn đồ về ở ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh, chủ nhà có tặng nội thất. Kia là trục chính đường to ô tô, đây là đường trước nhà, và đường trước nhà thì ô tô đi qua nhà thoải mái. Thiết kế 35 mét, xây dựng là 4 tầng, nhà xây mới, sổ đỏ, bàn giao nhà được luôn, giá chỉ 2 tỷ một chút xíu thôi thưa quý vị. Và tất nhiên giá bán thì sổ đỏ chuẩn chỉnh, bao toàn bộ phí thuế, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị có nhu cầu. Vị trí của ngôi nhà thuộc phường Biên Giang, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể thiết kế của ngôi nhà, xem ngôi nhà này thiết kế ra sao. Cửa chính của ngôi nhà thiết kế là một lớp cửa cuốn, và bên trong thì chỉ thiết kế một lớp cửa cuốn điện thôi thưa quý vị. Và diện tích 35 mét, thiết kế khá là hài hòa, rộng rãi, với cái ngôi nhà được hoàn toàn xây mới. Đây là phần tầng 1, phòng khách của ngôi nhà. Với phần phòng khách, chủ nhà đã lắp cho mình một cái vách PVC giả đá mọi người nha. Chất liệu là gỗ và nhựa, tuy nhiên độ bền của nó thì tương đối là lâu. Đấy, hệ thống trần thạch cao, đèn LED chiếu sáng, tiết kiệm điện. Gạch lát nền, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết cho quý vị. Từ vị trí ngôi nhà này cách với lại trục đường quốc lộ 6 khoảng tầm 500 m, xung quanh đầy đủ tiện ích, chợ dân sinh, trường học mầm non, tiểu học. Và với cái ngôi nhà này phù hợp cho quý vị đi làm ở Hà Đông. Phường Biên Giang là một trong những phường quỹ đất còn tương đối là nhiều thuộc quận Hà Đông, cho nên mới có cái giá bán rẻ như thế mọi người ạ. Và ở Biên Giang thì hiện tại cũng có những ngôi nhà giá nó chỉ khoảng tầm 1 tỷ 6, 1 tỷ 650 triệu. 100% những căn nhà Ngọc Ánh quay review cho quý vị trên kênh của Nhà Tốt thì 100% sổ đỏ pháp lý chuẩn chỉnh, căn nhà nào cũng có hỗ trợ vay vốn ngân hàng, review thật, giá bán thật và hiện trạng nhà là như vậy. Đây là phần không gian phòng bếp của ngôi nhà với phần tủ bếp thiết kế hoàn thiện đầy đủ cho quý vị. Gỗ MDF lên trên tới tận trần. Xung quanh bếp thì ốp kính, ốp bếp, mặt bếp, ốp đá granite. Phụ kiện bếp lắp đặt xong xuôi đầy đủ. Chậu rửa, vòi rửa, chất liệu inox 304. Nước sử dụng là nước sạch sông Đà và điện lực EVN Hà Nội. Với một ngôi nhà giá bán rẻ, căn nhà này quý vị trả trước tối đa 5 đến 600 triệu tiền mặt, phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong thời gian tối đa 30 năm, lãi suất cực kỳ ưu đãi. Với một số ngân hàng hiện tại lãi suất chỉ có 6 đến 7% thôi, và đến từ những ngân hàng cực kỳ là uy tín như BIDV, Liên Việt Postbank, MB Bank mọi người nha. Tầng 1 thiết kế thêm một phòng vệ sinh cho quý vị sử dụng, bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà. Căn nhà nằm trên mặt ngõ nhà nước, ngõ thông, ô tô đi qua, thiết kế hợp lý, giá bán rẻ. Mời quý vị theo em lên khám phá tiếp theo các tầng phía trên của ngôi nhà. Và trên phía tầng 2 của ngôi nhà thiết kế công năng sử dụng cho quý vị một phòng ngủ master vô cùng rộng rãi. Và với phòng ngủ này thì chủ đầu tư đã thiết kế toàn bộ nội thất ở trong không gian phòng cho quý vị. Giường, tủ, bàn phấn, tát đầu giường. Đây. Nói chung nhà có như thế nào thì Ngọc Ánh quay review cho quý vị như vậy. Với cái căn nhà này hướng nhà Đông Nam rất là mát, rất là thoáng. Mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Với không gian phòng, sàn thiết kế là sàn gỗ, phòng ngủ ở đây. Chủ nhà thiết kế cho quý vị tủ này, giường này, đầy đủ. Giường 1m8, 2m mọi người nha. Cho nên ngôi nhà này quý vị chỉ việc xách vali về và ở thôi. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng, cửa sổ thông thoáng hướng ra phần mặt ngõ. Như nhìn tổng quan trong căn phòng này mà đã xếp nội thất vào thì vẫn còn những không gian để ví dụ nhà có con nhỏ thì vẫn chơi thoải mái mọi người nha. Và phòng vệ sinh thiết kế ở phía bên trong. Phòng vệ sinh thiết kế rất rộng, rất là thoáng, đầy đủ hệ thống sen kê tắm nóng lạnh, bồn cầu, lavabo, điện, nước xong hết, chỉ việc dọn đồ về ở. Cửa thông phòng thiết kế là cửa gỗ. Đây là phía tầng 2 của ngôi nhà. Mời người theo em lên tầng 3 của ngôi nhà nhé. Với tầng 3 của ngôi nhà thiết kế tương tự như tầng 2 thưa quý vị.
Và ở phía tầng 3 thiết kế cũng công năng một phòng ngủ rộng, một phòng vệ sinh. Với ngôi nhà này nằm ở trong khu dân cư đông đúc, xung quanh đầy đủ tiện ích. Cách với 500 m là ra tới trục đường quốc lộ 6. Một căn nhà ngõ thông, giá bán hợp lý so với mặt bằng chung. Hướng nhà đông nam, quý vị nào đang tìm hướng nhà đông nam thì đừng bỏ lỡ ngôi nhà này nhé. Và tiếp theo, phòng vệ sinh sử dụng ở phía bên ngoài. Với phần phòng vệ sinh này rất hợp lý mọi người ạ. Thoáng, có cửa sổ đầy đủ. Đây là phần tầng 3 của ngôi nhà. Mời mọi người theo em lên tầng 4, tầng cuối cùng nhé. Và các quý vị, Ngọc Ánh đang đứng ở phần tầng 4, tầng cuối cùng của ngôi nhà, với một ô dính trời để lấy ánh sáng toàn bộ xuống khu vực cầu thang. Tiếp theo, từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 đây, tay vịn cầu thang của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ. Phần tiếp theo của ngôi nhà ở đây là chủ nhà thiết kế một cái phần riêng, phòng này quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, còn ở bên cạnh là còn một phòng ngủ nữa. Cái này thì tùy mục đích công năng nha mọi người. Còn ở đây là với một số nhà chỉ làm ban thờ treo thì rất là hợp lý. Ở trên này là quý vị có thể thiết kế làm một phòng ngủ nho nhỏ nếu như mà có khách. Phần còn lại sân phơi. Nói chung với một ngôi nhà diện tích tối ưu công năng, còn nếu như để thiết kế mà phù hợp rồi là đúng với cái nhu cầu thì cũng còn tùy mọi người ạ. Cho nên mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin chi tiết cụ thể, liên hệ trực tiếp với lại Ngọc Ánh nhà tốt để có thể đi xem nhà và chọn lựa được những căn nhà ưng ý nhất cho gia đình mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.